bài viết có tựa đề ô xin vương một nhà thơ lớn thiên tài gốc việt có những người con làm dạng danh cha mẹ có những con dân làm dạng danh tổ quốc tôi hỏi 8 người bạn thích đọc sách biết ô xin vương không tất cả đều trả lời là không vậy là tôi nằm trong khối đa số hổ thẹn vì không biết đến một nhân tài gốc việt sống ở mỹ một thi sĩ mà người bản xứ không tiếc lời ca tụng cho giải thưởng về thơ Guinness Prize trị giá 625.000 USD. Thơ của em, Night Sky with a Wow, trời đêm với những vết thương xuyên thấu và quyển tiểu thuyết trên trái đất chúng ta một thoáng huy hoàng. On the Earth We zoos được dịch ra 30 thứ tiếng, kể cả tiếng Việt. Quyển tiểu thuyết được New York Times cho là biến cố văn chương năm 2019 và trong danh sách best seller trong 6 tuần liên tiếp. Xuất thân Từ đây tôi gọi tên em là Vương Hải, chứ không gọi ô xin vương như người Mỹ. Em sinh năm 1988, bà ngoại tên Lan, mẹ tên Hồng, gốc người Gò Công, gia đình 6 người vượt biên qua trại tị nạn Philippines, ở đó một năm, định cư ở Mỹ năm 1990, lúc Hải được 2 tuổi. Gia đình 6 người cư ngụ trong một căn hộ chung cư có một phòng ngủ, ở vùng Gia Đen, Hartford, Connecticut, Nơi đây đã để lại dấu ấn trong đời và trong thơ văn của Hải. Cho tới khi tiếp xúc bên ngoài, em cứ nghĩ nước Mỹ là của người da đen. Tên khai sinh do cha đặt là Vương Quốc Vinh. Sau khi cha đi tù vì tội bạo hành mẹ, ly dị mẹ bỏ nhà ra đi, người mẹ quyết định đổi tên em là Hải để cắt đứt với quá khứ. Một lần phỏng vấn hỏi nguồn thơ của em từ đâu ra em trả lời là mặc dù mẹ em mù chữ nhưng khi đặt tên em bà nghĩ đến thái bình dương là biển nối liền mỹ với quê hương việt nam là có ý thơ rồi phải chăng từ câu hát lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào hơn nữa em được giáo dục bởi ba người đàn bà bà ngoại mẹ và dì mai đã đọc thơ kể chuyện hát ca giao cho em nghe do đó thơ từ thuở nhỏ đã thấm vào hồn em bà ngoại lan là người mù chữ cũng như mẹ em và dì mai có lẽ trong gia đình có gen mang chứng khó đọc chữ vì người em của hải đã bị chứng này thời trẻ bà ngoại bỏ nhà ra đi làm me mỹ Gặp ông ngoại là người Mỹ da trắng tên Paul, gốc nông dân ở Michigan, cũng bỏ nhà đăng lính Hải quân qua chiến đấu ở Việt Nam. Bà ngoại sinh hai cô con gái giống Mỹ nhiều hơn giống Việt. Có lúc vì khó khăn, bà phải bỏ con vào cô nhi viện khi chồng về Mỹ năm 1971 và không trở lại chính bà ngoại là người đã kể cho Hải nghe câu chuyện chiến tranh Việt Nam. Do đó, dù đến Mỹ năm 2 tuổi, chiến tranh Việt Nam bàng bạc trong thơ văn của Hải. Có thể nói, Hải rời Việt Nam, nhưng Việt Nam không rời Hải. Mẹ Hải, bà Hồng, sống bằng nghề làm móng tay. Người tình đầu của em là Trivor, da trắng, con nông da trồng thuốc lá là đề tài mà em đã viết trong thơ và quyển tiểu thuyết hết sức sống động. Sau đó, Trevor chết vì trích ma túy quá liều. Hình ảnh người cha vắng mặt trong đời em được tả một cách nhạt nhòa bàng bạc trong thơ Hải. Quá trình học vấn Hải đi học mẫu giáo hồi 5 tuổi, nhưng mãi đến năm 11 tuổi em mới đọc và hiểu được tiếng Anh một cách thông thạo. Sau đó, em thường đi thư viện và miệt mài trong sách vở. Em kể khi nghe băng bài diễn văn của mục sư Martin Luther King I Have a Dream thì em bắt đầu có mộng lớn của riêng mình. Chú bé cô đơn bị hiếp đáp trên xe bớt trên đường đi học tìm an ủi trong sách vở bắt đầu làm thơ. Thầy giáo nghĩ là em đạo văn ông không thể tưởng tượng một đứa học trò nghèo xuất thân từ gia đình mồ chữ phát âm chữ đ cũng ngọng thì làm sao có thể làm thơ hay như vậy nên phạt em về tội ăn cắp ăn cắp thơ nhưng ông giáo đã lầm một thiên tài vừa xuất hiện mà ông không biết em kể tôi viết rất chậm xem từ ngữ như một vật thể tôi luôn cố tìm từ ngữ trong từ ngữ tôi bước vào đời mình cách từ ngữ bước vào tôi nói về chuyện đọc sách em viết ôi thằng con ngốc con có thể lạc lối trong mọi cuốn sách nhưng không bao giờ quên được chính mình vào đại học lúc đầu em chọn marketing vì hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền để giúp gia đình nhưng sau 8 tuần thì em bỏ học vì biết mình đã chọn sai nên đổi qua Brooklyn College, Đại học New York. Theo học văn chương Anh thế kỷ 19, em lấy bằng BA. Sau đó tốt nghiệp MFA về thơ của Đại học New York. Hiện nay làm giảng sư MFA ở Đại học Massachusetts thành phố Amherst quyết định chuyển ngành học từ marketing qua văn chương là điều may cho bản thân Hải, cho nước Việt và cho thế giới thi ca, một nhân tài có dịp để thăng hoa. Tạp chí Foreign Policy bình chọn Ô Sinh Vương là một trong 100 nhà tư tưởng hàng đầu nhân loại trong năm 2016. Tôi xin trích vài bài thơ dịch nói về các người thân của Vương Hải về mẹ. Trong bài thơ Rồi có một ngày ta sẽ yêu ô xin vương. Hai, bạn đang nghĩ gì? Phần đẹp nhất của y thể là bất cứ nơi đâu phủ hình bóng mẹ. Trang 82 Trong bài thơ đầu ra trước Hit first Nhưng chỉ có người mẹ có thể bước đi với sức nặng của nhịp đập của quả tim thứ hai trang hai mươi tôi nghĩ tôi thương mẹ nhiều lắm trang bảy mươi con thương mẹ mẹ ơi không có gì bằng cơm với cá không có gì bằng má với con thành ngữ việt nam trang hai mươi về cha đừng lo cha mày chỉ là cha mày cho đến khi một người trong nhà quên mất giống như cách mà xương sống không nhớ hai cánh tay về bà ngoại trong tập thơ Perning, ngoại tôi hôn như thể bom đang nổ sau nhà nơi mà bạc hà và hoa lại tỏa hương qua cửa sổ bếp khi ngoại tôi hôn sẽ không có âu yếm cầu kỳ không âm nhạc tây phương của đôi môi mím chặt ngoại hôn như thể hút lấy bạn vào trong bà vương hải như đóa hoa sen mọc từ bùn vươn lên và tỏa hương em đi từ no one không là ai trở nên anyone là bất cứ ai rồi trở thành someone, một người hơn người. Theo dõi nhiều buổi phỏng vấn, đọc thơ của Vương Hải trên các chương trình TV Mỹ, Canada, Pháp, Đức. Điều đập vào mắt tôi là cách em chào cử tọa, cúi mình thật thấp, người Nhật bảo, những hạt lúa chín là những hạt lúa cúi đầu, thái độ thật khiêm tốn, ăn mặc giản dị, giọng nói nhẹ nhàng của phái nữ trầm bổng đầy chất thơ. Thật khó tưởng tượng một chú bé thuở nhỏ nói tiếng Anh của người da đen ít học. Một lần ở tiệm Sear, người bán hàng hỏi em là con nuôi của mẹ vì mẹ là con lai Mỹ rất trắng. Em trả lời không, tôi từ Esso của mẹ tôi ra. Ngày nay, em sử dụng tiếng Anh hết sức trao chuốt của giới trí thức khoa bảng. Em kể lại, thuở nhỏ, bài học đầu tiên mà bà ngoại và mẹ em dạy để sinh tồn ở nước Mỹ là đừng để ai chú ý tới mình. Vì mình là người Việt da vàng, đã khác họ rồi, phải làm sao để trở nên vô hình. Mẹ dạy con phải tự biến mất. Em hiểu là người lớn muốn cho em yên thân được an toàn. Ngày nay với phong trào bài á, những lời khuyên đó có còn đúng? Có sự khác biệt giữa thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ hai muốn người ta biết đến mình để vươn lên, tự hào về mình. Thế hệ thứ nhất dạy con mình biến đi, tự bảo vệ bằng cách tự xóa mình. Mong em sẽ đi xa hơn nữa vì còn quá trẻ 33 tuổi trong sự nghiệp sáng tác của mình để đạt được Nobel văn học. Tiếc cho em đạt được vinh quang, thoát cảnh nghèo thì những người thân lần lượt ra đi. Bà ngoại, người đã dạy văn chương bình dân Việt Nam kể cho em nghe về cuộc chiến tàn khốc chết vì ung thư xương giai đoạn cuối mà em đã tả một cách sống động trong tiểu thuyết. Người mẹ hải hết lòng thương yêu, con thương mẹ, mẹ ơi, ra đi vì ung thư vú di căn. Người mẹ làm neo, suốt ngày phải cúi đầu rũa móng tay, móng chân cho khách, luôn miệng nói sorry, sợ đau khách sẽ không được tiếp một bữa khi dự buổi ra mắt sách của hải nghe con đọc thơ tiếng anh mà bà chẳng hiểu gì chỉ quan sát cử tọa bà khóc nức nở vì sung sướng bà nói má không bao giờ nghĩ là mình sẽ sống để thấy ngày những người da trắng đứng tuổi vỗ tay tán thưởng con của má hải trả hiếu cho mẹ bằng sự thành công khi được đánh giá là thiên tài nước mỹ có chăng một chốn gọi là chín suối nếu có chắc mẹ em đang nở nụ cười mãn nguyện nhiệm vụ của bà đã hoàn thành cảm ơn vương hải đã cho tôi niềm hãnh diện của người việt summer in the mind god open his other eyes to moon in the lake vương hải bài viết của tăng quốc việt Xin lỗi các bạn một điều tôi cần viết thêm sau khi đăng bài này vì có nhiều bạn đặt câu hỏi. Cha có biết anh ta là ai? Đã đọc sách của anh ta? Câu trả lời dạ có. Tôi biết anh ta là một người đồng tính và ủng hộ lối sống đó. Nhưng chúng ta cần phân biệt giữa con người đồng tính và tài năng. Thailand. Bài viết này chỉ nói về tài năng. Tôi đã cố tình bỏ phần con người của anh xin lỗi vì viết thêm sau khi các bạn đã xe nhưng cần phải viết